Xin chào toàn thể anh em, chú bác đam mê bộ môn là cao su, là bắn cá. Hôm nay shop Thế Giới Ná Thun xin giới thiệu đến mọi người ba cái dây đeo máy để gắn cái máy vào cổ tay ở trong bộ môn là bắn cá. Như mọi người đã biết, đây là một chiếc máy bắn cước phổ thông và rẻ nhất của bọn em nói riêng cũng như các shop nói chung trong thời điểm hiện tại. Thì là một cái máy như thế này bọn em bán giá là 75.000, chưa bao gồm tiền vận chuyển nhé. Đây, và để gắn cái máy bắn cước này vào cổ tay thì mình phải bắt buộc dùng một cái dụng cụ là một cái dây đeo. Đây, cái dây đeo để cách sử dụng như thế nào thì rất là đơn giản, mình sử dụng cái tuner vít và mình mở cái con vít này, mình sẽ gắn cái này vào đây rồi mình siết lại. Đây, ok, em làm minh họa cho như thế thôi nhé. Và tiếp theo thì chúng ta sẽ để cổ tay như thế này, chúng ta gài vào. Ok, tượng trưng là như thế này. Khi mình cầm thì mình cầm ná ở tay bên này và mình bắn sau thì mình sẽ thu dây cước lại. Ok mọi người nhé. Đối với ba loại dây đeo bắn cá này thì cái dây này là dây phổ thông nhất bởi giá thành của nó rất là rẻ, giá là 15.000 một dây đeo như thế này. Đấy, bởi giá thành của nó rất là rẻ, giá chỉ 15.000 thêm một dây đeo như thế này. Và nó phù hợp với những ai có cổ tay vừa, nhỏ, lớn đều đeo được. Và độ bền của nó thì rất là ổn. Đây, cái này bọn em gọi đây là dây đeo gài nhé. Bán với giá là 15.000 một dây. Tiếp theo thì là có một dây đeo xé dán nữa. Đây là màu xé dán cơ bản của bọn em ạ. Khi đeo vào thì mình chỉ việc phải gắn như thế này thôi. Ok, rất là nhanh gọn, nhưng có một cái nhược điểm là sau một thời gian sử dụng thì cái phần xé dán này nó sẽ bị trơn và lúc đấy thì nó sẽ không dính nữa. Đấy, thì nó tiện nhưng hiện đại thì là nó hay điểm được cái chỗ đấy, và nó chỉ phù hợp với những anh em có cổ tay trung bình to trở lên, chứ còn cổ tay nhỏ như mình thì đeo nó rất là sọc sạch. Và cuối cùng là một cái mẫu dây bắn cước, dây đeo bắn cước loại vừa xé dán vừa dạng gài như thế này, thì là đây là cái bản nâng cấp tối cao nhất đấy mọi người xem. Bọn em bán với cái dây đeo này với giá là 40.000, còn dây đeo xé dán này là em bán với giá là 20.000 ạ. Đây, cái này thì cũng chỉ phù hợp với những ai có cổ tay to, cổ tay nhỏ thì mọi người phải gỡ đây, gỡ cái đường chỉ này và mọi người lùi cái dây dán về trước một chút thì mình mới đeo được ạ. Đây, cách đeo thì là mọi người sẽ sọ như thế này. Đây, tay em khá là nhọn cho nên là đeo vào thì nó khá là xấu và sọc sạch. Đây, cái này thì rất là bền. Đây là cái dây đeo cao cấp nhất ạ. Ok, em đã giới thiệu qua về ba cái sản phẩm dây đeo máy ở trong shop của bọn em vào thời điểm năm 2022. Cảm ơn mọi người đã thời gian qua đã ủng hộ shop bọn em ạ. Chào mọi người.